Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại tướng Mỹ tiết lộ nguồn gốc của viêm phổi Vũ Hán. Nguồn gốc của virus corona ở Vũ Hán đang tiếp tục được tình báo và quân đội Mỹ phân tích. Với tuyên bố mới nhất của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đã đưa ra những tình tiết đặc biệt. Đại tướng Mark Milley đã nói rằng bằng chứng cho tới nay khiến ông nghĩ rằng virus có nguồn gốc từ tự nhiên, nhưng ông thừa nhận rằng ông cũng không dám chắc điều đó. Đây là hình ảnh Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ. Phát biểu tại buổi họp báo hôm thứ Ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020, Đại tướng Mark Milley không dám kết luận 100% khi được hỏi liệu virus có xuất phát từ phòng thí nghiệm của Trung Quốc hay không. Ông nói như sau: có nhiều nguồn tin đồn trên truyền thông, blogger. Và dĩ nhiên chúng tôi rất quan tâm và tình báo đã theo dõi kỹ. Tôi chỉ nói rằng vào lúc này không có kết luận, mặc dù sức nặng bằng chứng có vẻ chứng tỏ là tự nhiên. Nhưng chúng tôi không biết chắc. Cách dùng từ thận trọng của Đại tướng Milley càng làm dấy lên các tin đồn và tranh cãi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Phát ngôn của tướng Milley được đưa ra sau khi đài Fox News hỏi ông về đồn đoán rằng virus corona xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc, và không phải là vũ khí sinh học. Nhưng để thể hiện năng lực ngang bằng hoặc vượt Mỹ về mặt xác định và phòng chống virus loại này. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Mỹ đang điều tra thông tin về virus corona chủng mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát biểu vào hôm 15 tháng 4 năm 2020. Hãng tin Reuters mới đây dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ đang điều tra xem có phải virus corona chủng mới xuất phát từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, Trung Quốc hay không. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 15 tháng 4, phóng viên đặt câu hỏi về thông tin virus corona có thể đã thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông có nghe về điều này. Ông nói, chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng về tình hình khủng khiếp đã xảy ra. Khi được hỏi về khả năng trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về vấn đề này, Tổng thống Trump nói như sau: tôi không muốn nói về những gì tôi đã thảo luận với ông ấy về phòng thí nghiệm. Tôi chỉ không muốn nói vì bây giờ không phải là lúc thích hợp. Sau một cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát biểu rằng chúng tôi biết virus này có nguồn gốc ở Vũ Hán, Trung Quốc. Và Viện Virus Học nằm ở gần chợ thực phẩm được cho là nơi đầu tiên phát hiện virus. Chúng tôi thực sự cần chính phủ Trung Quốc cởi mở và giúp giải thích vì sao virus corona lây lan. Cho đến nay, nguồn gốc của virus gây đại dịch viêm phổi Vũ Hán vẫn còn là một điều bí ẩn. Vào thứ Ba, ngày 14 tháng 4 vừa qua, tờ báo Washington Post tại Mỹ đã khơi lại cuộc tranh luận khi cho biết rằng Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2018 từng cảnh báo trong điện tín ngoại giao về độ an toàn tại phòng thí nghiệm của Viện Virus Học nằm ở Vũ Hán. Đây là hình ảnh các chuyên gia làm việc tại Viện Virus Học ở Vũ Hán, Trung Quốc. Tháng 1 năm 2018, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh đã có những hành động khác thường khi liên tục gửi các nhà ngoại giao và nhà khoa học của Mỹ đến Viện Virus Học Vũ Hán. Trung Quốc quyết định thành lập Viện Virus Học Vũ Hán sau khi nước này trải qua đợt bùng phát của SARS trong năm 2002-2003. Vào năm 2015, Viện Virus của Vũ Hán là phòng thí nghiệm đầu tiên ở Trung Quốc đạt được cấp độ an toàn sinh học quốc tế cao nhất, còn gọi là BSE-4. Cũng theo tờ báo Washington của Mỹ, Viện Virus Học Vũ Hán đã đăng một bản tin bằng tiếng Anh về những chuyến thăm cuối cùng vào ngày 27 tháng 3 năm 2018. Phái đoàn Mỹ được dẫn đầu bởi ông Jamin Foss, Tổng lãnh sự Mỹ ở Vũ Hán, và ông Rick Witt, tham tán môi trường, khoa học, công nghệ và sức khỏe của Đại sứ quán Mỹ. Cũng vào tuần trước, Viện Virus Học Vũ Hán đã xóa bản tin này khỏi trang web của mình, mặc dù nó vẫn còn bản lưu trên trang Internet. Những gì các quan chức Mỹ thấy được trong chuyến thăm khiến họ lo ngại đến nỗi phải gửi hai bức điện ngoại giao về Washington. Các bức điện cảnh báo về độ điểm yếu trong công tác an toàn và quản lý tại phòng thí nghiệm ở Viện Virus Học Vũ Hán. Họ cũng đề xuất chú ý và giúp đỡ nơi này nhiều hơn nữa. Và tờ báo Washington Post cũng cho biết bức điện đầu tiên cảnh báo rằng
nghiên cứu của phòng thí nghiệm về virus corona ở rơi và nguy hiểm, rất có thể lây lan từ rơi qua người và có thể dẫn tới đại dịch giống như SARS chủng mới. Đây là hình ảnh loài rơi bị cho là có liên quan đến nhiều dịch bệnh gây chết người. Bức điện ngày 19 tháng 1 năm 2018 viết như sau. Trong quá trình tương tác với các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm Viện Virus học Vũ Hán, họ nhận thấy phòng thí nghiệm mới đang thiếu hụt nghiêm trọng các kỹ thuật viên và điều tra được đào tạo phù hợp để vận hành an toàn phòng thí nghiệm, yêu cầu mức độ an toàn rất cao này. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Virus học Vũ Hán đang nhận được sự hỗ trợ từ phòng thí nghiệm quốc gia tại Trung tâm Y khoa Đại học Texas và các cơ sở khác của Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã yêu cầu thêm trợ giúp. Các bức điện lập luận rằng Mỹ nên hỗ trợ thêm cho phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, chủ yếu vì nghiên cứu về virus corona ở rơi rất quan trọng nhưng cũng rất nguy hiểm. Bức điện tín viết tiếp như sau. Quan trọng nhất là các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng nhiều virus corona giống SARS có thể tương tác với ACE2, thụ thể ở người mà virus corona gây ra SARS gắn vào. Phát hiện này cho thấy các virus corona giống như SARS từ rơi có thể truyền sang người và gây ra các bệnh giống như SARS. Từ góc độ sức khỏe cộng đồng, việc giám sát liên tục các loại virus corona giống SARS ở rơi và nghiên cứu về khả năng lây truyền rất quan trọng đối với việc dự đoán và phòng chống dịch bệnh virus corona mới trong tương lai. Hết trích. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã không hỗ trợ thêm cho phòng thí nghiệm này như bức điện đã kêu gọi, vừa được đăng. Và bài báo của Washington Post xác nhận rằng, với giới khoa học nói chung rằng virus đã xuất phát từ động vật chứ không phải do con người tạo ra, nhưng bài này cũng dẫn đến một chuyên gia bảo rằng có thể virus rò rỉ từ Viện Khoa học ở Vũ Hán là nơi đã thí nghiệm cấy các chủng virus corona từ rơi vào động vật nhiều năm qua. Đây là hình ảnh Viện Virus học Vũ Hán. Ông Xiao Quang, nhà khoa học nghiên cứu tại trường thông tin tại Đại học California, nói với Washington Post như sau. Nhưng nói nó có nguồn gốc động vật không có nghĩa rằng nó không đến từ phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này đã thử nghiệm rơi virus corona ở động vật trong nhiều năm. Ông nói thêm, bức điện cho chúng ta biết rằng từ lâu đã có những lo ngại, mối nguy hiểm đến sức khỏe cộng đồng xuất phát từ nghiên cứu của phòng thí nghiệm này nếu nghiên cứu không được tiến hành một cách an toàn và đúng cách. Và một quan chức chính quyền cấp cao nói các bức điện cung cấp thêm bằng chứng cho thấy đại dịch có thể là kết quả của một vụ tai nạn trong phòng thí nghiệm. Lập luận virus xuất phát và xuất hiện từ chợ hải sản Vũ Hán của chính phủ Trung Quốc đang lung lay. Nghiên cứu của các chuyên gia Trung Quốc được công bố trên trang Lancet vào tháng 1 cho thấy bệnh nhân đầu tiên được xác định vào ngày 1 tháng 12 không có mối liên hệ nào với ngôi chợ này cả, và 1/3 số ca nhiễm trong cụm lây nhiễm lớn đầu tiên cũng vậy. Ngoài ra, ngôi chợ này không bán rơi. Và hơn thế nữa, không chỉ Viện Virus học Vũ Hán là nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Ông Sao cũng cho biết, có những lo ngại tương tự về phòng thí nghiệm của Trung Quốc, Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Vũ Hán CDC gần đó. Phòng thí nghiệm này chỉ hoạt động ở cấp độ an toàn sinh học 2, thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn cấp 4 của Viện Virus học ở Vũ Hán. Đây là hình ảnh chụp Vũ Hán hôm 27 tháng 1 như một thành phố ma sau khi bị phong tỏa, lại càng trở nên kỳ bí bởi những nghi vấn về nguồn gốc của virus corona chủng mới. Nhiều quan chức an ninh Mỹ từ lâu nghi ngờ Viện Virus học Vũ Hán hoặc là Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Vũ Hán CDC là nguồn gốc của đại dịch hiện tại. Cũng theo tờ New York Times từ Mỹ, cộng đồng tình báo Mỹ không cung cấp được bằng chứng để xác định điều này. Điều đáng chú ý là chính phủ Trung Quốc vẫn từ chối trả lời các câu hỏi cơ bản về nguồn gốc của virus corona chủng mới, đồng thời ngăn chặn mọi nỗ lực kiểm tra, xem một trong hai phòng thí nghiệm có liên quan đến virus này hay không. Và các nhà nghiên cứu của Viện Virus học Vũ Hán đã phủ nhận phòng thí nghiệm này là nguồn gốc của virus corona chủng mới. Tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 2, nhóm nghiên cứu tại đây lần đầu tiên công bố virus có tên 2019 COVID là một loại virus corona có nguồn gốc từ rơi. Sau đó, Trung Quốc có một số các động thái liên quan đến việc công bố thông tin về nguồn gốc của virus. Và vào ngày 14 tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đưa ra một luật an toàn sinh học mới. Ngày 15 tháng 4, hãng thông tấn CNN của Mỹ đưa tin Trung Quốc đã đặt ra những hạn chế về việc các tổ chức được phê duyệt trước khi công bố bất cứ điều gì về nguồn gốc của virus corona chủng mới. Và việc tìm ra nguồn gốc không chỉ để đổ lỗi, điều này rất quan trọng trong việc tìm ra cách đại dịch bắt đầu bởi từ đâu
và nó cũng cho biết cách ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Đúng như ông Sao đã nói với Washington Post rằng không biết loại liệu virus corona mới có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không, nhưng các bức điện đã chỉ ra sự nguy hiểm ở đó và tăng thêm động lực để chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về nó. Và trong khi Trung Quốc từ chối hợp tác hoặc hợp tác một cách rất miễn cưỡng trong công tác tìm nguồn gốc của dịch bệnh đang hoành hành trong khắp thế giới này, thì các tình tiết mới như các bức điện tín ngoại giao nói trên đều trở nên quý giá, góp phần tích cực vào việc tìm ra sự thật về nguồn gốc của đại dịch này và đã đưa đến cái chết của hơn 100.000 người trên khắp thế giới với một số lượng người nhiễm hơn 2 triệu người. Và bản thân Việt Nam là một nước nằm ở ngay sát Trung Quốc. Qua thiệt hại vô cùng lớn lần này vì loại virus Vũ Hán tràn từ Trung Quốc sang, thì nhà cầm quyền ở Hà Nội càng cần phải thận trọng hơn khi hợp tác với người láng giềng từ phương Bắc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020, với bản tin Đại tướng Mỹ tiết lộ nguồn gốc của viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ bản tin này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.